Đã Đến Với Kinh Bảy Đúng Tí Quy Hâm Này 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 Ông à. Này Mình Sẽ à, Đi Bắt Chim Cu Chuột Chà bá. Nói chung Là Mình Đi săn đêm Đi rồi Đi thôi Đi thôi Đi vậy trời. Thôi thì dù gì nó cũng đã nói hết rồi. Thì tối đêm nay mấy chú cháu mình sẽ đi sâu đêm bắt chim lũi. Có gì bắt nấy nha mọi người. Chờ Út Di sợ ma lắm. Con trai bà bắt chim còn. Lo cho em. Lo Cái gì? Đang chỗ yêu à. Nhát gan mà đi bắt chim lũi ban đêm hả? Thích hồn. Ngày hôm nay mình đi bắt chim không có thì mình bắt mấy con mai về xào trước cây. À, bành bành hiểu nè. Đúng rồi, tao với mày là đâu bây giờ sợ ma không hiểu. Đúng rồi. Mấy ma cái đây khỏi đâu anh hả? Biết gì nào mình mới sợ ma gì cả. Đúng rồi. Tao nói gì chưa biết con mai sao. Cái gì sao á? Hồi nãy phong hù là chỉ đơn kiểu. Sao vậy? À, mới bị nhé ôi, nhé ôi, nghiệp quá. Thấy chưa? Thầy Nam, hồi đó giờ thầy có sợ ma không? Không bao giờ thầy sợ ma đó, thầy có bùa phép mà. Ghê vậy sao? Ôi, nhìn mặt thầy biết sợ ma rồi. Tôi mà sợ ma, tôi có nguyên một hũ nứa đá cho cái rồi này. Nứa đá cho cái rồi này. Cái mặt thì cái môi chề chề, mặt thẹo không? Có mắt kìa, không có thiên nhãn gì hết. Mày biết cái sẹo là gì không? Hồi sáng mới quýnh nè, mấy con ma cương thi nè. Nói dùng à. Dạ, ma cương thi nó cắn vô cổ phải không? Cắn gì? Nắm đậu tay bớt bớt chuyện bình thường. Ủa sao thầy bị thẹo? Thì ma cương thi nó nắm đậu tay bớt bớt. Nó lấy cái ngón tay nó cạo qua, xong cái nó không. Thầy Nam đang diễn cái cảnh con ma đang cắn bớt bớt thầy Nam á. Đó. Thầy Nam, hả? Hay thầy đi trước đi, hồi gặp ma cho dễ chạy. Ok. Chứ sao nó dương diêu lắm. Mà thôi, tôi là người sống có nghĩa khí thì tôi không bỏ anh em được. Anh em đi theo tôi. Ok, hãy đi trước đi. Mùa này thì rất là ít chim lũi. Thì hôm nay mình sẽ đi thử có con chim bự nào không. Mình sẽ đi bắt mấy con gầy với mấy con chim sẻ. Chim sẻ hả? Tao nhớ chim sẻ nằm trên cây mà mày đâu phải với ruộng đâu. Đi kiếm ếch. Em tao thích bắt chim sẻ với con mấy con chim sẻ mà gầy gầy á. Anh thích con ếch. Giờ mình sẽ đi vòng vòng cái nguồn ếch thử có con ếch nào nhảy ngoài không rồi. Dạ, mình sẽ coi anh Phong bị đục hai con mắt nha mọi người. Tụi con thấy con gì vậy? Cái đó. Hả? Mắt ẻ hả? Vậy thì đi đái đi. Ngay chỗ này là cặp bên của con ca buồn ếch. Khu vực này mình không nên ở lâu. Tại vì rất là ít chim lũi nha mọi người. Tưởng đâu là con đó nhiều chứ. Ta là ma cà tương đê. Gạt giò té lội rồi. Xong lại. Ok, xong lại thì con ếch nè. Ủa vậy? Ủa hay vậy? Hay vậy? Anh Dũng quay hình. Một ếch nha, có là dễ dàng luôn. Này anh bảo thì chết ếch đồng ấy các bạn. Quá trẻ đồng luôn ba ơi, nhảy kìa. Ôi ôi, con đồng chắc tiêu luôn. Kìa kìa cái nè. Dưới này. Nguyện tịnh. Anh ba. Anh ba. Ôi, nhăn nhéo. Anh ba. Báo đời quá. Ơi, cái mặt của thằng thỉ kìa. Gì không? Quá trời. Đẹp trai phải không? Nếu mập với xịn sao mà văng từ ở trên mặt mà xuống tới cái chân luôn. Vậy ghê hen. Vậy ghê hen. Ta là ông chủ vườn chuối già. Đói bụng quá. Đêm dài nãy chuối ăn chơi cài. Ê, kia. Ủa, ai đây? Tao là quỷ chuối già.
ông có thể cho con một trái được không? Dạo này chuối rất là khan hiếm, không cho được đâu con. Con có thể đổi trái chuối của con lấy trái chuối của ông được không? Không được con ơi, chuối ta bự lắm. Vậy ông có thể giúp con qua thời kỳ này được không? Chắc không được đâu con ơi. Vậy con đi kiếm chỗ mới. Cháu ơi. Hả? Hai ông cháu điều trị không chưa? Rồi. Giúp con qua giai đoạn này được không? Con đang gặn mà ông cháu đứng đây sao không dám gặn. Thôi thôi đi đi cho tao không làm phiền mày nữa. Tao đi đây. Thôi chụi lên luôn còn hứng đâu nó làm. Cái dung mày. Buổi nào cũng gặp mấy ông này hết. Ê này mấy đứa. Dạ. Đó. Hiếu mập với thầy Nam đâu? Đi bắt em kia kìa. Nãy giờ đi trong bụi chuối mà. Cơ hội cho mấy chú cháu mình tới rồi. Là sao? Út tính toàn thằng Nam không mà nay thằng Hiếu Mập nó đi chung với thằng Nam. Giờ ba chú cháu mình tròn hai thằng luôn. Tròn hai thằng luôn. Ủa sao Út nhìn ra ba đứa Út? Ê, bốn chú cháu mình. Dở dở coi Út. Này là gì Út? Bộ đồ ra đi biết bộ đồ. Bộ đồ, bộ đồ. Còn dữ hơn bộ đồ ma nè. Bộ đồ. Từ từ thôi, từ từ thôi. Bộ đồ. Ôi, này bộ đồ tắm gì nè, đồ ngủ hay gì Út? Dở ra đi biết. Ủa nhiều không? Nghe làm cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Ôi mặt hay ghê vậy. Mặt những có gan hết kì á. Con ngồi nó xéo kìa. Út mà đi ra ngoài đường mà tụi con theo theo này chắc Út quần không kịp thay. Quấn trong đài luôn. Hiếu ơi. Ừ. Mấy nó đang lấy sức lợi lên rồi kìa. Trời ơi rồi mấy chú cháu mình kiếm cái chỗ nào để mình cho nó bay bay lên đi. Cái nhánh cây nè. Nhánh cây nốt. Trời ơi mấy bay vụ đi. Trèo lên nhánh cây gắn con ma thù hai thằng kia. Nè tụi con ơi. Mình gắn con dây vô đây á, mình bây giờ nó không có gió phải không? Mình giật cho nó bay lên bay xuống vậy nè. Tròn cái này không biết có ác với tụi nó không ta. Không sao đâu, một là quấn trong đài, hai là xỉu. Quấn trong đài, ở đá chứ còn đúng không? Mình hụ hai kia bắt quá thì mai em bắt mấy con rắn mối cho nó ăn á. Ủa chị Ngọc này trắng chứ hả? Phải bên này có Ngọc là đối tượng là Ngọc. Xì ke, con dòm kỹ con dèo nè, coi xì ke. Có thấy ghê, có thấy ghê không? Wow, mấy con cứ hụ vậy. Ý là mình thấy còn giật mình, mấy nó không biết trước nha. Chắc quấn trong đài hay kìa. Mình thấy cái đó mình giật mình hơn nữa. Mình thấy cái đó còn giật mình hơn nữa. Giật mình luôn nè. Cái này nó đang đi nhìn cái cây là nguyên cái đùm luôn. Đây là mẹ đi. Em ơi. Ơi chị ma được cái gì vậy? Muốn cho anh Ngọc vậy đó. Chơi trò chơi ma lon á. Cột cái này sau lưng Ngọc. Các bạn thấy nó còn ghê không? Chạy tới sáng. Hãy lên này kìa. Tắt đèn. Nó gọi điện chạy lên này kìa. Chạy lên em ơi. Chạy đi. Xuống dưới mé nè. Xuống dưới mé nè. Lên cũng chạy xuống mé. Mình sẽ xuống máy dưới này mình giật cụm dây nha mọi người. Còn mấy nó đi nghe mấy nó sẽ dòm lên. Rồi. Màn kịch bắt đầu. A few moments later. Này quay sinh tồn bắt cá bắt ếch mà tụi nó đâu có tiêu hết rồi. Trời ơi nãy tôi biết chịu khỏi bắt cái mè đi hiếu cho vui. Thôi giờ mình đi kiếm nó với Út đi. Nãy kêu mình đi mình chứ giờ mình kêu tôi đi kiếm nữa. Mệt ghê. Chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Cho thành công rồi. Mấy chú cháu mình chơi vậy có ác quá không mấy đứa? Có gì đâu ác quá, nó chơi xẻo luôn rồi đó. Cái con này nó thiệt với mọi người đứng kế bên này. Nãy giờ mà mình giật mình cứ đang nói chuyện gì cái mình quay lại thấy con Phong giật mình. Đi, mày đã thấy con Phong giật mình. Thấy Phong ngoài trong phòng rồi. Cô xấu hơn con ma đó không? Ủa con ma này có gì ta? Con ma đực. Mày có u. Kỳ lạ thật. Có u. Ma nãy mà có cái nhô ra. Ma nãy ở Bình Dương rồi. Nam ơi. Hiếu ơi. Ơi. Chạy đó rồi. Chạy nó xuống ruộng nó nằm nó ngủ luôn rồi đó. Rồi nó xỉu rồi gì vậy? Yeah. 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 Chơi chết rồi. Sao? Cảm giác làm sao? Trời ơi, ba miếng ma này sợ gì? Nó nằm nó bớt chứ nó thường. Nãy nó đậu tay nó bớt luôn. Gì đó? Nãy con làm vậy chứ có lệ đó. Pháp sư. Ta coi cái quần có ướt không? Ướt nhẹp nè ông ơi, ông thấy không? Vậy đó hả, pháp sư để hả, tán bóp bóp đó hả, quánh với cương thi cái mặt vậy đó hả? Tao quay làm gì không?
bắt chim lũi ma. Hả? Bắt chim lũi gặp ma. Thấy sao, vui không hai đứa? Không, con làm vậy cho nó có lệ để xả chú qua vui mà. Trời ơi, trời ơi. Con chạy té cho ước con chơi thôi. Ủa nãy mày nói là vừa tới khi chết mấy mày sợ ma chưa mày Hiếu? Sao chạy kỳ vậy? Cảm giác của con nãy sao Hiếu? Thì con thiệt nè. Nãy hang thì Nam nắm giò con em cuộn chim với luôn. Cuộn chim với luôn. Tim nha lộn. Con chạy không được luôn. Con nhím nữa con quay lại con bụp thì Nam vậy cái con chạy đó. Tại mày bỏ tao mà. Ai kêu mày té tao mà em chỉ chạy chi mà còn chỉ nữa. Thì mày vậy nhanh tao nắm giò mày, mày lôi tao theo. Nói không sợ mà thấy còn chạy nhanh hơn Nam nữa. Con đâu có sợ ơi. Đâu 130 mấy thằng này. Con tao đi bắt ma về xào chú cây luôn á. Ừ, vậy đó hả? Hồi nãy sao không chụp đựng về sao chú cây? Trời bắt về sao chú cây nè đi ơi. Ủa sao biết quay trở lại nè? Hồi nãy té xong cái gớt xuống cái ruộng á, xong thấy mấy anh đi lên á cười kha kha kha, xong cái em với Hiếu này mới đi đây nè. Ủa con Mai độc lập Dương nha. Có khu nha. Không được rồi. Trời mắt mũi không trang điểm cho nó đẹp đẹp chút, đen đen vậy xấu quá à. Sao nãy thấy quần thầy khai khai á? Khai đâu khai? Sát bên hôi gần luôn thầy. Gần nó hôi gần tại nãy á. Ai tiêu bảy chạy ngang đạp dính lên quần cái gì á. Thôi đi bạn ơi, bạn đừng mồm điêu. Sợ dữ không mày Nam? Xém nữa là con chim non chạy cạnh cây nó hết điêu rồi. Em yêu chim. Em yêu chim. Cô giao em. Cô yêu bố. Bố là tất cả. Bố là hai con. Thằng con rồi giao căng nhau đứa con chim non trên cành cây hót liêu lo. Hót liêu lo. Yêu chim. Cái này không phải chương trình nhà thiếu nhi không ơi. Em gáp là nhiều bài chứ hay á. 1-2 giờ khuya mà gặp cái này sợ dữ không con? Dạ. Đeo bu ri. Mày nói giùm tao rồi đó. Đâu coi cái bu ri coi có mắt luôn không? Không mất. Coi chừng nó không còn đánh lửa nữa rồi bắt đầu nó đi không được. Nó hồi nãy lên mà lửa nó đánh lên cháy lửa luôn. Coi chừng nó ba cái lá mùa này cái khô chừng cháy đó nha. Thôi đi giờ cháy gần. Rồi Nam sao? Dạ. Sợ dữ không? Con sợ gì? Cái cảm giác của con lúc nãy thì sao? Lúc nãy là con nắm giò Hiếu là con bất sợ hơn. Vậy đó hả? Lỡ của mình thì Nam ở đó rồi sao thì Nam? Chạy. Hồi nãy chú tính cho mình Nam mà em biết mày xui chi? Đi theo nó bắt ớt. Hồi nãy tính theo hai bay rồi mà hên nó bắt ai trẻ vô bụi chuối. Gặp hai thằng này nên tao đi theo luôn. Được mấy con ớt hả? Đây được ba con ớt về mà không mê sao được. Bự ghê luôn nè. Con này về kho xả ớt ăn ngon á. Mới đầu thì mấy chú cháu mình giới thiệu là đi chụp chim, chụp cu. Cái xong cái quà bắt ếch. Cái cuối cùng cho anh thầy Nam với Hi Mập luôn. Đây là người bạn gái mới của anh Phong nhá. Đây anh Phong mới đi qua bãi xăm môi. Được cứ bãi quá đỉnh. Cứ bãi môi quá đỉnh. Tại nãy em dích đất vô miệng tao á, tao chưa tính mặt mày đó. Hôm nay khỉ đặt là môi chì, gu đen. Út chụp tấm hình cho nó với bạn gia gái nó rồi. Ẩm lên luôn. Ẩm lên. Ừ. Không. Tiếp đi. Cái này tối chắc Hiếu đem gì ôm ngủ hay chứ gì nữa. Thôi tao hức trẻ á, tao ôm cái gì dễ dãi, tao nhìn qua cái tao biết rồi đó. Cái con diều này mà ban đêm mà để lên nóc mùng của Hiếu Mập chắc Hiếu Mập tè dầm luôn quá. Bởi vô nhà vệ sinh đó ơi, Hiếu Mập tối mặt ải trẻ chạy chổng. Không bị táo bón á, nhìn lên cái ra. Bởi bữa tối mình đi có mình à, nay có bạn nữa, vui. Biết sao không? Để phía sau có cánh cửa toilet á. Về nè cái Đóng lại cái ngồi xuống nè, ngó lên cái tùng chắc banh cái luôn cái vòng cầu của Út luôn. Cái mà hai chọc cậu. Anh đi tư chiều. Có thể cho thì mình xin tư cho ông. Vui không mấy đứa? Vui hang Nam Hiếu ha. Vui mấy đứa. Vui hang Nam Hiếu. Vui mấy đứa. Tụi con thấy Út tròn ghê không? Không. Phải như vậy mình phải đầu tư nè. Mấy cây vợt, 5-6 cây đèn nó mới tin được đúng không? Và một chị ma xinh đẹp. Nếu như mọi người thấy clip cho anh thầy Nam này hay thì mọi người hãy đăng ký kênh và... Và cho like, nhớ nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất. Ok, lượm, okay, nói đây rồi. Và clip sau mình sẽ cho anh share nha mọi người. Ê, ủa sao dạy này nói kia. Em đứng đây từ chiều đó anh Phong. Anh nói gì em biết hết á. Em biết chứ người ta cho anh mình sao mày biết được. Mình thủ sẵn tâm lý. Anh nói đi. Anh còn muốn điều gì nói không để tôi kết thúc chương trình. Thằng em tôi muốn phát biểu. Kìa là muốn gì? Ủa? Dạy ra. Ủa dạy kìa. Mở đầu hơi nhỏ.
Ủa anh làm gì mà rồi ghé luôn lại rồi ghé luôn lại rồi kia cái cây rồi sao vui không tụi con? Vui vui ghê luôn á. Vậy bữa con sẽ trả thù mấy này, chờ con không có nhiều nữa con đi về. Là mấy nào trong cái đó út nữa đó. Ba mai út luôn. Ba mốt con sẽ đãi nó bún nước lèo, con sẽ chan trà sữa cho nó ăn. Rồi con đi về, con lấy con diều luôn. Thù dai là một đức tính xấu đó nghe các con. Đúng rồi. Để bỏ đi. Nếu mọi người thấy video ngày hôm nay vui và có mang tính giải trí cao, hãy để lại cho mấy chú cháu mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh cho mấy chú cháu mình sớm đạt được nút bạc nha mọi người. Nếu mà được nút bạc thì mình sẽ tròn thân khỉ này. Cảm ơn cũng đã nói nha. Đúng rồi. Có không nói con không biết đâu. Tròn là phải nói luôn vậy nè. Không anh thân ơi, nhiều khi nãy không nói em, Út nói anh, rồi hồi cho anh thằng khác. Điếm lắm. Tại bữa nay Hiếu Mập nó xui thôi, nó dính líu vô nam chi. Tính lý là một đứa thôi, rồi mai mốt tới đứa kia. Một đứa thì nó sợ hơn, có thêm đứa nữa nó dịnh dò rồi, nó sợ rồi. Rồi bây giờ cũng khuya rồi, mấy chú cháu mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái clip tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon.